căn heo có dễ không? Dễ với những cái người mà họ biết làm, còn khó với những cái người mà họ mới vô nghề, mà họ mới tập tành làm thôi nha mọi người. Có những bạn á, khi mình bán về tỉnh á, nhiều bạn nói với mình là ủa sao heo bị véo, heo bị vênh rồi, thớt bát thì không ăn hết đĩa rồi tùm la tùm lum hết trơn nha. Thì mình cũng nói luôn á, là những cái bạn đó là do người ta không có cái tay nghề. Chứ còn một khi những cái người mà họ đã có tay nghề và họ đã gọi là buôn bán những cái đồ xe mà kiểu đồ chế, đồ độ như vậy, thì họ chỉ cần nhìn vô là họ cũng biết là bạn là thế nào rồi nha. Đó, thì trước khi mà mình làm cái gì hết á, thì mình cũng phải canh heo đầy đủ cho mọi người, rồi phải chạy ok ngon lành, bắt đầu mình mới ráp vô xe và bàn giao lại, giao lại cho khách, chứ không phải là dễ khơi khơi mình đưa ra rồi mình ráp lên cho khách là không có đâu nha. Rồi nhiều khi mình bán về cho tỉnh rất là mệt mỏi vì người ta không có biết làm, rồi người ta gọi điện cho mình hoài luôn á. Với cái những người mà người ta ham học hỏi thì không sao, còn những cái người mà người ta không ham học hỏi, dù có nói đi nói lại chỗ nào thì cái đầu óc của người ta cũng nói là ủa cái này là chắc sai rồi, rồi mình gửi sai cái này gửi sai cái kia, rồi bát này bát kia. Nhưng mà không phải đâu nha, khi mọi người làm ra, mọi người đi làm xe đi thì mọi người mới biết được ba cái đồ này đâu có phải là như zin. Rồi vô hãng người ta nói là cái này không gắn được, cái kia không gắn được, trời ơi lại muốn lạy luôn đó trời. Nên là không phải mình che những cái bạn ở tỉnh đâu, có những cái bạn ở tỉnh nếu như mà người ta đã làm quen và có cái tay nghề tốt đó, thì người ta nhìn heo, nhìn bát và nhìn đĩa tầm lâm là người ta sẽ biết là thiếu cái gì. Còn những cái mới bạn mới vô nghề là hai thường rất là hay phán nha, phán kinh khủng luôn á, rồi nói chê heo bị xì tùm la tùm lum hết trơn á. Nên là thôi, mỗi người một chỗ, nếu mà ai mà gần thành phố thì chỉ mình cứ qua mình